Chào mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một game kinh dị với đồ họa cổ điển. Hình như cái người này đi thăm bạn của mình. Cái người bạn ở trên tầng 3. Không có tương tác hay bấm được cái gì vậy trời? Mình đích chuột E rồi W F không có gì luôn, khó hiểu như ta. Là sao? Ở đây tối hơn và không có âm nhạc. Nãy mình đi cái dãy phòng này là 307 rồi mà. Kỳ vậy. Cái gì vậy, nó giống như trò đùa. Dãy số trên phòng nó vẫn như cũ ha. Theo mình thấy là giống như một sự vòng lặp vậy đó. Cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy nó giống như cái sự điên rồ nào đó. Bây giờ ở đây thì nhìn nó dị hơn rồi. Không phải là cái vấn đề giá thuốc của bác sĩ gây đơn phải không ta? Tóm lại mình không có biết cái chuyện gì đang xảy ra ở đây đây. Có chuyện gì xảy ra ở cái phòng 307 nha. Tại vì cái game này là tựa 307 mà. Cái tiếng thét gì vậy? Ôi, bắt nguồn phòng 307. Mình thấy không có sợ gì hết. Thấy buồn ngủ. Tại sao có những cái túi rác ở đây? Cái gì bên trong mà? Phòng 307 mình thấy đâu có cái gì đâu mà sợ trời. Bây giờ túi nhiều hơn rồi. Cái máy bán hàng bây giờ nó ngã xuống rồi. Ok, máu ở dưới đây nha. Bây giờ mình sẽ đi tiếp. Mình thấy là không có sự thay đổi gì. Tóm lại là bây giờ thì có sơn đỏ khắp mọi nơi. Nhiệm vụ của mình là chỉ có đi tới hết hành lang thôi, chứ không có thấy chuyện gì lạ xảy ra cả.
Bao lâu có mấy âm thanh quái dị. Còn này bây giờ bị đóng lại rồi, thì có gì đâu mà sợ nữa nhỉ. Bây giờ ở đây có cái giường, cái đồng phi, và có cái âm thanh gì giống như là tiếng ruồi bu kiến đậu. Và có vẻ là cái người này bị kẹt ở cái vòng lặp này hoài hoài. Còn 307 mất tiêu luôn rồi. Ừ, cuối cùng cũng tự do. Mấy cái cửa bây giờ có mấy chữ là make it stop hả? Vậy coi như thoát rồi hả? Chữ thì cũng không thay đổi mấy à. Make it stop. Cuối cùng cũng thoát khỏi đây. Có cái cửa này là bình thường thôi. Lại là cửa 307. Đây là kết thúc, tôi không thể nghỉ ngơi bây giờ. Ừ. Mọi thứ xung quanh là bị bít hết rồi. Trên trần chỉ có bóng đèn thôi. Ủa, vậy là hết rồi. Bó tay luôn, tự hết tự dăng luôn. Vậy coi như game tới đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Chào mọi người. Hết xong văn game luôn. Bó tay thiệt.